chuyên mục tủ sách pháp luật. Nhóm người được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh, không biết quá phí. Theo quy định, có 5 nhóm đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% mức hưởng khi khám chữa bệnh. Cụ thể, theo quy định tại Điều 14 Nghị định 146/2018 có 5 nhóm đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm: nhóm thứ nhất, các đối tượng là người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Nhóm thứ hai được hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế. Các đối tượng này bao gồm những người hoạt động cách mạng trước năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi. Nhóm thứ ba là những người khám chữa bệnh tại tuyến xã. Nhóm thứ tư là các trường hợp khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến có chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng trên tháng 15% lương cơ sở tương ứng với 270.000 đồng. Nhóm thứ năm là những người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 6 tháng lương cơ sở hiện nay là 10.800.000 đồng. Bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Tham gia bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm đau, bệnh tật. Bảo hiểm y tế còn mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc vì khi mọi người cùng nhau tham gia bảo hiểm y tế, người khỏe sẽ hỗ trợ cho những người chẳng may bị ốm đau bệnh tật. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tính đến hết năm 2022, toàn quốc đã có 91,074 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 92,04% dân số, vượt 0,04% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 01 NQCP. Tăng 2,237 triệu người so với năm 2021, là một trong 7 chỉ tiêu kinh tế xã hội vượt kế hoạch năm 2022 được Quốc hội, Chính phủ giao.